Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Đấy, chú thử khoan xem là, ấy, xem nói to thì chú lấy, nói bé thì nói to thì giả nhiều tiền, nói bé thì giả ít tiền. Chính xác anh chồng 2010. Hai mươi năm. Cái này đã có thợ nào khoan chưa anh? Đã có người khoan rồi, thăm rồi đấy. Giá có 50 triệu thôi, tôi bảo 60 triệu tôi bán. Anh 70 anh ạ. 70. 70. Mà hai mươi mấy năm rồi mới được có quanh 70. Người ta mới chỉ giá anh 50 triệu như thế. Để em tính xem nào. Em cứ phải tính máy. Nhân định xem là 70. Cây này đẹp đấy. 70 anh nhá. 22 phân đường kính. 3,21. 3,14 thì không biết nó hay là khoan sâu được bao nhiêu. Cho khoan nhá. Chú thăm đi ra ngoài ấy. Em cái không đẹp lắm. Đẹp thế nhỉ? Đẹp lắm. Ông làm thì yêu nó không bay nữa. Ông cầm chẳng bay lên nào. Ông làm sao mà? Anh làm đường kính là 22 rồi. Bây giờ còn ai rồi phụ thuộc vào lõi nó là bao nhiêu nữa thôi. Lõi sâu hay lõi đông không? Đây, xem bao nhiêu phân của lõi. Lấy mật cho cú ăn nhá. Lấy mật cho cú ăn được rồi. Tới chưa? Tới đi gì còn đang hóc. Cái này khóc à? Xưa nhà anh nó già quá lắm. Già quá rồi, xưa này lâu lắm rồi. Ai mấy năm rồi mà. Đấy, ôi lùi. Ôi, loại đỏ thế. Đỏ chết. Đúng là xưa đỏ là đấy. Được đấy, để xem nhá. Cảm ơn chú định giá bao nhiêu? Cái này khoan cũng mau tới lõi đấy. Lõi to đấy. 5 phân. Mở ra 5 phân. 5 phân. Trừ đi là 10. 90 còn 12. Được. Đấy, 12 phân. 12 phân là Trung Quốc bây giờ thu mua thì nói mà giờ đây cứ 12 này là đạt yêu cầu. Thế hôm trước nó giả
Cho làm việc là 50 triệu. Đó, hôm nay nó giả có 50 triệu rồi, bốn thằng nó vào. Ôi giời, cái loại này 50 triệu. 50 triệu. Thế hôm nay thôi cho thì tình cảm em cũng giả 50. Ừ. 50 được không? 50 thế thì... bằng chung đó. Bằng chung đó thôi gì? Không được hơn à? Thế cho 55 đi. 55 nhiều quá thì khuyến lại cho anh 500 nghìn. Để uống rượu. Yeah. 50 triệu. Ừ. 500 nghìn. Ờ. Được chưa? Thế còn cho 500 để uống rượu. Cho chủ 500. 50 triệu cho 500 là 50 triệu 500. Ừ. Một thêm cây nữa. Đó. Một thêm cây nữa. Ừ, đến điều sang còn cây bên cạnh nhà ta cây bên cạnh nhá. Bên cạnh có mua không? Cây bên cạnh có mua lốt không? Không, kiểm tra xem màu nhé, cho bà con xem màu. Cho bà con xem màu gì? Ui giời. Ui giời. Đỏ tươi. Ui giời. Ui. Màu đấy. Đẹp chưa? Màu đẹp. Đẹp. Đây, còn cả tím nữa. Tưởng luôn. Thôi, xem bỏ nào. Nói. Đấy. Đấy, cái này đỏ. Rất là đỏ, đẹp. Thơm, mấy phân thì đến đây? Đến 5 phân. Loại to à? Loại 12 rồi. Cái tẹo này. Đấy, 12 mà trong... Thống nhất giả 50 triệu. Gọi là thôi thì bằng người ta. Ừ. Thế nhưng mà thôi thì chỗ thôi thì... Rồi cho 500 nữa. Rồi thêm 500 nữa. Thêm 500 nữa. Thống nhất cây này như thế nhá. Cái này còn cây bên này. À đấy à? Nếu mà nếu lỗi 13 lại nhiều tiền hơn. Ừ, thế rồi. Công bằng mà, nhưng không phải cây nào cũng được kẹo. Đi mua quen này đi. Đi mua quen này đi. Đấy. Tôi là chủ, tôi chỉ biết cái này anh có 68 thôi. Ừ. Nhỏ hơn thế rồi. À, thế này kéo hơn thì. Cây này chắc không được 5 nữa kẹo. 68. Chia. Đi xong được bao nhiêu bán cả thẻ. Bán cả hai cây luôn. Cái này được 21 thì đi. 21 được tính. 6, 8. Chia 3. 21. 21.6. Đấy, đến rồi. Chưa chuẩn đấy. Nói đỏ thế này. Nói đỏ là được. Nói như kia là bán 7 phân.
Nhưng mà khả năng không bằng cái kia rồi, cái này thì thế thì cây này 45 triệu. Đúng. Tôi hiểu nghĩ đấy 45 triệu thôi. Bảy phân mới chạm. Ừ. Cái kia có 5 phân, cái này 7 phân. Yeah. 7 phân mà 21 trừ đi 14 thì anh còn bao nhiêu? 21 trừ đi 14. 4 phân mà... Được 5 phân mà. 5 trừ đi chính xác chưa? Đúng. Ui giời, cái này không mua. À thế à? Không mua. Thế là không mua. 7 phân. Ôi giời, cứ tưởng mua rồi. 7... 5 đến 7 phân nói thì không mua. Em mua bây giờ đấy, đất em mua nhưng mà với cái giá kể cả 50 triệu em mua nhưng phải trên 10 thôi, em nói 12 thì cái này bây giờ không mua. Cái này rất đẹp, anh cứ trả thêm 2 năm nữa nhá. Cái này thẳng đẹp. Anh này được 10 mét, 15 mét, chiều dài. Anh bảo em anh muốn tưới cali vào nhá. Hai năm sau em quay lại em mua cho anh lại 50 triệu này. Rồi. Bây giờ nếu như cây này mà bán ấy. Tưới cali đỏ hay cali trắng? Cali đỏ. À thế à? Tuy nhiên nếu bây giờ anh bán cây này thì nếu như tất cả các thợ thì thợ cả chỉ giá đến 5 triệu. Thế rồi à? Nói thế thì người ta là cái nỗi này mới là tồn rồi. Thế thì phí của em. Đấy thì đừng bán. Em tiền mà lại không mua thì bán nội địa thì nó lấy đất giá. Thì cái này nó chỉ mua mấy chục nghìn một cân. Thôi nha, cứ để 2 năm nữa em quay lại em mua cho anh. Thế thì chú quê ở đâu đây? Đây em ở Vĩnh Phúc. À, Vĩnh Phúc à? Ừ. Lên lên trả tiền. Bây giờ lên thanh toán lấy cái kia thôi. Giờ lên thanh toán. Lấy cái kia thôi, còn cây này cứ để đây, để dành cho em nhá, đừng bán cho ai nhá. Thế các bạn thấy tôi đi mua cây chưa? Đỏ. Hay, cây hiện nay là tôi đi mua cây chưa bán sang Trung Quốc. Đây là đăng ký kênh của nhá. Hôm nay tôi mua thật chứ không phải là tôi mua làm trên đâu. Đây mời các bạn xem lại cây xưa 50 triệu đây. Đây cây xưa 50 triệu. Đang cây này ở dưới cái ủng vườn thấp. Đây là một cái bờ tường bờ xây. Đấy, cây này mà đánh là cũng hơi khó này, đánh là cũng vướng giáp bờ tường quá. Nhưng mà cũng vẫn đánh được hết. Chặt sát ở đấy là được. Đây các bạn chiêm ngưỡng đây. Cái đo cái phạm vi này là vanh 70. Chủ nhà còn cắm cả cái ổ điện ở đây. Cắm cả ổ điện. 50 triệu lõi 12,5 rất là cao dài, cũng rất cao dài đây. Các bạn nhìn xem, ôi nó đổ ngã ra đường này đấy. Đấy, cây xưa 50 triệu, chủ nhà quyết 50 triệu 500. Cho bạn xem. Cũng rất là đẹp. Nõi rất mảnh mà nõi màu rất đẹp. Các bạn đã xem rồi.
Đấy, các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn.